Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ ngày 5 tháng 8, ngày thứ hai của đại hội, là ngày rất là bận rộn cho khoảng 80.000 người từ các nơi về tham dự. Từ 7 giờ 30 sáng, nhiều người đã đi dự thánh lễ, chầu thánh thể và tham dự các cuộc hội thảo và nhiều chương trình khác. Sau 9 giờ là chương trình văn nghệ giúp vui của Trung tâm Asia và đài truyền hình SBTN phối hợp trình diễn trên 20 ca sĩ gạo cội của Asia và 5 MC với một ban nhạc nổi tiếng Trúc Sinh, với một lực lượng ca sĩ và MC hùng hậu. Khách hành hương được thưởng thức một chương trình văn nghệ quê hương và nhạc lính thật phong phú. Và điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên đài truyền hình SBTN và Trung tâm Asia cùng phối hợp với nhau có mặt tại Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 39. Ngày hôm nay, chúng ta tại Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 39, lần đầu tiên và các anh chị em của SBTN hình diện ra đây, thì chị Quyên sẽ được một phút để giới thiệu các thân phần cho SBTN. Tôi từ Wichita, Kansas. Chương trình của Asia đã đến với chúng tôi và được ca cho tất cả mọi người nghe như vậy là rất là, chúng tôi rất là được may mắn như vậy. Con rất là thích chương trình này. Canada, Như. Dạ em ở Michigan. Rất là hay và rất là ý nghĩa. Dạ. My name's Crystal and I'm from Denver and I feel Missouri is really cool and it's great to see a bunch of Vietnamese people gather around and celebrate our religion. Yeah, tên một vật Oklahoma City quá. Rồi rất là vui, năm nào cũng đi hết. Nếu mà nói được với những người mà ở Oklahoma của chị đó mà không đi được cái chương trình này á thì chị nói được cái điều gì? Dạ rất là tiếc, tại vì mình ở nói chung là quá gần so với lại rất nhiều người. Mình ở đây là một cái cơ hội hơn được nhiều người, cho nên nên đi mà rất là vui và được ơn nữa, nên cầu nguyện được rất là nhiều ơn. Dạ em tên là Duyên, em ở Minnesota. Em thấy chương trình này rất là hay, là tại vì những cái nhạc mà từ hồi xưa tới giờ đó em được nghe qua, bây giờ em mới được nghe lại, cho nên cái chương trình này rất là hay. Và những ca sĩ thì mặc đồ kín đáo cho nên em rất là thích. Tôi là Trương Văn Thanh ở từ thôn xa Oklahoma và tới đây rất là cảm ơn SBTN đã mang một lực lượng rất là hùng hậu tới đây để giúp vui trong cái ngày mà rất là trọng đại của đồng bào Việt Nam. Tôi rất thích những cái chương trình như vậy, một cái chương trình mà nặng về quốc gia, nặng về những cái bài hát dân tộc, và thật là thứ danh. Cảm ơn SBTN rất nhiều và cầu mong là Chúa và Mẹ Maria sẽ ban phước lành nhiều cho SBTN. Thưa cô, xin cô có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái cảm tưởng của cô ngày hôm nay như thế nào? Kính thưa anh và kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Trung tâm Asia cùng hợp tác với SBTN có mặt tại Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 39. Chị Quyên rất là vui vì thấy giữa hai công việc làm mà mang tới cái vấn đề văn hóa cũng như là gửi đến quý vị những chương trình về Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri. Đối với chúng tôi thì đây là lần thứ 7 chị Quyên được tham dự Đại hội Thánh Mẫu và mỗi cảm xúc mỗi khác nhau cho mỗi năm. Đây là lần cảm xúc mà chị Quyên cảm thấy là rất đông quý vị khán thính giả từ mọi nơi đến, càng ngày càng đông hơn. Những năm trước thì 60, 65 và năm nay là tới 80.000 người có mặt tại Đại hội Thánh Mẫu, nói lên sự quý mến, sự nhiệt tâm, chân thành của quý vị đối với các cha cũng như là chương trình Đại hội Thánh Mẫu hàng năm. Một lần nữa thì chị Quyên xin được cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã bỏ thời gian của mình
tới đây Vô Vị Lợi vì các em muốn mang tiếng hát của mình cùng với phái đoàn của SPTN Asia tới để hát cho Đức Mẹ, hát với quý vị. Và xin mời quý vị cùng với chúng tôi, mỗi năm chúng ta đều tham gia Đại hội Thánh Mẫu hàng năm. Xin cảm ơn. Khoảng 80.000 người tham dự đêm hôm nay, nhiều người rất là vui và cảm động. Với công việc văn hóa và truyền thông này, hy vọng với sự hợp tác tuyệt vời này sẽ đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại và trong quốc nội trong thời gian tới. Phủ Nhân tường trình cho đài truyền hình SPTN từ Đại hội Thánh Mẫu.